Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và cùng chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Vào tối qua ngày 13 tháng 9, tức ngày rằm tháng 8 âm lịch, nhiều tuyến phố tại phố cổ Hà Nội trở nên tắc nghẽn do rất đông người cùng đổ về các điểm vui chơi giải trí dịp Tết Trung thu. Khắp các ngõ xóm, không khí Trung thu khá náo nhiệt khi nhiều em nhỏ theo chân đoàn múa lân, rước đèn cùng nhau pháo cỗ đêm rằm. Tuy nhiên, trong không khí nhộn nhịp của Tết Trung thu thì trên mạng xã hội lại chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai cô gái mặc đồ hở hang nhảy múa phản cảm ngay trên đường phố Hà Nội khiến nhiều người nóng mắt. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, hai cô gái ăn mặc chiếc váy màu đen và trắng ngắn cũn cỡn, liên tục lắc mông ngay trên vỉa hè trong tiếng trống rộn ràng của đội múa lân. Không những thế, cô gái mặc váy trắng còn sẵn sàng quỳ gối xuống đường để uốn éo, thậm chí lộ cả nội y trước sự chứng kiến của rất đông người. Có thể thấy, vây xung quanh cô gái không chỉ có đội múa lân mà còn có cả những em nhỏ hiếu kỳ theo dõi màn múa lân phản cảm này. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, rất nhiều người lên tiếng chỉ trích màn vũ đạo của hai cô gái trên là lố lăng, phản cảm. Đồng thời thì một vài người cũng cho rằng nên kiểm soát chặt chẽ hơn những hoạt động trong dịp Tết Trung thu để có thể đảm bảo tính chất lành mạnh, đặc biệt là trước mặt các em nhỏ. Một tài khoản có tên AP cho biết: "Ôi thế này chắc không dám cho con nhỏ ra đường chơi Trung thu nữa. Nhỡ nó hỏi sao chị Hằng quẩy sung thế, không như chị Hằng trong sách tả thì biết nó làm sao. Đẹp chả thấy đâu chỉ thấy phản cảm, làm xấu đi hình ảnh chị Hằng trong mắt con trẻ." Mình là SNews và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.